Ok, xin chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì là đang rất là bận nhưng mà vẫn tranh thủ ra mẫu mới đến cho các bác. Và trước mặt các bác đây đang là một mẫu loa DMX LX12 phiên bản năm 2023, được sơn màu trắng các bác nhé và lưới màu đen. Các bác có thể nhìn trên màn hình nó rất là đẹp, và đặc biệt của nó nữa là nó sử dụng từ 190 các bác nhé, từ 190 và côn 76 và tép sử dụng tép 450 ở đây. Để các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình cực kỳ to, có thể các bác có thể đánh ở ngoài trời rất là ok, và lỗ thông hơi ở phía trước tạo ra cái tiếng hát của nó cực kỳ ấn tượng các bác nhé. Dòng này là phiên bản hàng giá gọi là nếu mà cái này nếu mà các bác vào các cái siêu thị điện máy thì chắc nó đâu đó là phải tầm 7-8 triệu, nhưng mà bên em bán online thì là để cho các bác chỉ là 3.800.000 đồng một cặp này các bác nhé. Cặp DMX LX12 rất là đẹp. Và chất âm của nó thì là em đã test rồi. Ở đây thì là hiện tại đang bận quá nên là chưa có thể ghép lối được vào cho các bác. Thì là tranh thủ quay video để lên nhá hình cho các bác một chút. Còn đi đóng hàng xong là một tí nữa lại đi lắp âm thanh rồi, nên là các bác thông cảm. Và trong thời gian sớm nhất thì em sẽ hoặc là các bác mua hàng các bác có thể gọi điện xem em gửi một đoạn clip cho các bác nhé. Ok, và 3.800.000 đồng và chưa bao gồm cước phí vận chuyển các bác nhé. Loa rất là đẹp, DMX LX12 3.800.000 đồng. Ok, cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip mới nhất ạ.